Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 7 giờ 35 chiều ngày thứ tư. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2022. Mình đang đứng ở cái đường này là cái đường East Colonial ở thành phố Orlando của cái bang California, đang đứng đợi đồ ăn ở trước cái nhà hàng này. Nó tên là cái nhà hàng quán nhỏ. Tại vì mình với bà xã của mình rất là thích ăn cái món bún chả Hà Nội. Mình biết cái món bún chả Hà Nội này đó thì lúc xưa đó, ông Tổng thống Obama đó, ông đi về Việt Nam, ông ăn cái món này rồi người ta đồn đãi đồ lên, nó nổi tiếng vậy đó. Rồi mình mới order thì cái em nhân viên ở trong đó nói đợi 15 phút, cho nên mình đứng vòng vòng ở đây, mình quay cảnh rồi mình bỏ ít phút tâm tình chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm sống của mình. Đó thì mình cũng có người quen, bà con rồi vậy đó, thỉnh thoảng mình đi thăm rồi mình cũng đi ăn tiệc ăn tùng rồi đó. Thì ngày hôm qua mình với bà xã với đứa con mình ghé đến nhà của một cái người quen ở thành phố Tampa đó. Thì buộc bụng quá, kẹt quá mới ghé vô cái gia đình này. Hồi nãy mình bấm cái bản đồ chỉ đường từ khách sạn ở dưới đầu kia cách đây 5 phút nè, mà quên bấm cái bấm tắt nguồn cái bản đồ chỉ đường đó. Thì hôm qua mình đi thăm một cái người bạn, mà mấy cái người quen của mình á, ngày xưa đó mình quen biết họ từ bằng tay trắng ở bên chạy tị nạn ở bên Việt Nam rồi vậy đó. Mấy cái người này ngày xưa là bằng tay trắng, rất là nghèo. Thì sau nhiều năm, 30-40 năm đi qua bên Mỹ đó lập nghiệp á, thì bây giờ những cái người này người ta rất là giàu, rất là giàu. Mà nguyên cái hôm ngày qua ngồi trong cái bàn tiệc á, tổng cộng là 10-20 người, toàn là giàu không, mà chủ bóng tay đâu vậy đó. Rồi có khách sạn đồ ở Việt Nam vậy đó. Thì trước đây á, mình có từng chia sẻ với các bạn á, là mình không có thích chơi với cái người giàu, là bởi vì á, mình có giải thích trong những cái clip cũ đó, khi mà mình ngồi trong cái người giàu á, là tại vì phần đông á, là họ có tiền. Thì ngày hôm qua đó mình ngồi trong cái bàn tiệc đó, thì người ta hỏi anh qua Mỹ lâu rồi, anh có nhà có cửa hay chưa, con của anh có mua nhà hay chưa. Rồi bắt đầu cái bác nọ nói trong bóp tôi có 20-30 ngàn đô, cái nhẫn hột sòn của tôi bao nhiêu cà ra đồ vậy đó, rồi móc ra rồi vậy đó. Rồi cái người nọ nói lúc trước tôi đem tiền về Việt Nam nhờ anh em bà con và đã đứng tên làm chủ hotel vậy. Nói tóm lại đó là gần gũi mấy cái người giàu đó là họ bàn toàn là những cái của cải vật chất đồ hiệu không, suốt cả một cái đêm ngày hôm qua. Thì lâu lâu mình ghé qua mình thăm thì mình băng giao, mình giao thiệp thì mình nhẫn nại, mình gắn cho cái thời gian nó qua nhanh đó. Đó, mình muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm sống, cái kinh nghiệm của mình thực tế. Cái xe đen này là cái xe mình thuê bằng mạng nè, bằng app á, 50 đô mỗi một ngày, bảo hiểm tất cả hết. Xe đen này nè, đứa con đang ngồi ở trong á. 7 giờ mấy. Lúc hồi nãy mình bấm lên Google là cái quán nhỏ, cái quán nó tên là cái quán nhỏ. Có cái món bún chả Hà Nội đặc biệt á. Đóng cửa 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi thì mình canh chạy tới đây mua để về ăn tối, rồi sáng ngày mai cái mình đi tham quan vòng vòng rồi vậy đó. Cái mục đích chính đó, xuống đây là mình bỏ tiền ra mình mua cái không khí trong lành ở dưới đây. Cái lá cờ quá đẹp luôn.
cái lá cờ đó đó là biểu tượng cho ba miền của Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đó. Mà cái bọn cộng sản nó ngu lắm, nó nhìn vô cái lá cờ đó nó không có hiểu cái ý nghĩa, nó gọi là cái lá cờ ba que, cái bọn chó cộng sản Việt Nam á. Mấy cái người mà người ta không có sáng dạ đó thì người ta cứ nghĩ đầu óc của người ta quanh quẩn, cứ nghĩ về của cải. Tại vì cái tâm lý mà các bạn biết cái hồi xưa ở Việt Nam nghèo bằng tay trắng rồi đó, bán cà rem rồi bán vé số rồi bán mai mặt rồi làm nông làm ruộng gì đó, cái có cơ hội người ta đi qua bên đây. Qua bên đây thì bây giờ người ta có của có cải thì người ta, đối với người ta đó, người ta quý của cải, ai cũng quý, bản thân mình cũng quý hết đó. Mình may mắn mình được đi qua bên Mỹ bằng cái diện mồ côi, được một cái gia đình giàu, người ta đem về người ta nuôi mình, thì mình đã từng là cái người sống trong một cái gia đình giàu có, mình trải qua cái kinh nghiệm sống, cho nên mình mới hiểu về cái người giàu đó. Cái người giàu á, họ lúc nào họ mình gần mình mà không ngang hàng muôn đăng hậu đói, mà mình không có ngang hàng tới họ đó, mình gần tới họ đó, cái tâm lý á, người giàu người ta sợ lắm bất cứ là ai. Cái đó là cái tâm lý, kể cả bản thân mình cũng vậy. Nếu một ngày nào mà mình giàu cũng vậy đó, mình phải chơi với cái người nào mà nó phải tương đối, còn không thôi á là mình giữ cái khoảng cách. Đó là cái tâm lý của cái người giàu, người ta thích mấy, người ta sợ mấy cái người nghèo á, tới á, là người ta bị thiệt thòi. Nhưng mà kẹt có nó nổi á, mình các bạn biết mà, bạn bè người quen người thân lâu năm gặp lại thì không lẽ bây giờ mình đi du lịch qua đây rồi mình đi ngang mà người ta biết mình tới đây mà mình không ghé thăm người ta. Các bạn hiểu mình nói không? Nó cũng hơi kỳ kỳ. Cho nên á, mình có hai đứa em họ ở bên Las Vegas. Bà xã của mình biết hai người này là triệu phú rất là giàu. Cái lý do họ làm triệu phú á, là họ bán sản phẩm về làm móng tay ở trên mạng Amazon á. Đó, bán mỗi một tuần lễ như vậy á, là người ta thu vô 30-40 ngàn đô, hay là mỗi một ngày vậy đó, sản xuất ra nước sơn đồ này nọ vậy đó bán. Rồi một cái người kia đó là các bạn biết, người ta bán cái máy mà lọc nước hiệu tranh giành vậy đó, một cái máy là trị giá 6-7 ngàn đô la. Cái người đó làm chủ luôn, đại lý luôn. Hai cái đứa em họ này, mình đi thăm Las Vegas xong bây giờ mình ghé hai cái người này là cái lý do đó là mình không có thích chơi với người giàu, chứ không phải là mình ghét họ. Thật sự em út của mình không có ghét, tại vì gần gũi tới mấy người giàu á, cái cư xử của họ đó là nó khác lắm. Ví dụ như bây giờ đi, họ giàu họ đâu có đi vô những cái quán nhỏ hay là những cái quán phở bình dân. Họ kéo mình đi tới nhà hàng Nhật, đi tới nhà hàng Nhật á, thì ở xứ Mỹ mà mình đâu có để người ta bao. Mày giàu kệ mày, chứ mày giàu tao đâu ăn được mày. Nếu mà tao đồng ý tao đi với mày á thì phải chia đôi. Mà chia đôi các bạn biết, vô mấy cái hàng sang á, nó ăn một chầu á là cả ngàn, 2-3 ngàn đô. Đâu phải nó ăn xong đâu, rồi nó uống rượu sake đồ này nọ nữa, rượu Hennessy đồ, nó kêu ra một chai một bình. Mình chia đôi với nó 500-600 một chầu, rất là đau lòng đau đớn. Tại vì mình là người bình dân mà, các bạn biết không đó. Cho nên á, hai cái đứa em họ của mình á, nó là đại gia, nó là triệu phú ở bên Las Vegas á, mà mình đi qua bên đó mình du lịch không bao giờ mình tới mình thăm tụi nó hết á. Không phải là mình ghét tụi nó, mình đang giải thích với các bạn là mình không thích chơi với những cái người giàu. Không phải là mình dị ứng, không phải là mình kỳ thị họ. Giống như mình vừa kể các bạn vậy đó. Tại vì mình ngồi xuống nó không có hạp gơ, mình ngồi xuống với mấy người giàu á, giống như tối hôm qua mình đi ăn tiệc đó, tiệc sinh nhật của cái người bạn của mình đó, ở bên Tampa đó. Bà xã của mình có ngồi trong bàn nè, chứng kiến nè,
con trai của mình có ngồi nè, mình ngồi tâm sự nè, từ đầu tới đuôi hỏi nha, anh qua Mỹ lâu năm như vậy anh có nhà có cửa chưa, con anh có mua nhà chưa, nè coi nè, con gái của tôi là đại gia nè, mua cho tôi 5 cái bóp hiệu nè, hiệu Michael Kors nè, hiệu LV nè, hiệu Gucci nè, rồi thấy chưa, cái nhẫn hột sòn của tôi nè, trong cái bóp của tôi có 20-30 ngàn đô, lúc nào cũng có một cọc tiền hết á, chỉ cần đi du lịch là tôi mang cái bóp tôi đi thôi đó. Cho nên mình muốn chia sẻ cho các bạn là mình không có muốn chơi với mấy cái người giàu, không muốn chơi với mấy cái người giàu, mà mấy cái người giàu này á, họ không có, họ mặc cầm họ giỏi, họ có năng khiếu, trời cho họ kiếm ra được tiền, có nhiều tiền, nhưng mà về cái điểm khác á thì họ lại bị thiếu là cái tình cảm đó. Thì mình ngồi xuống, mình ngồi xuống mình thăm cái người bạn của mình, thì có cái bác đó suốt một buổi luôn, một buổi mà mình ngồi đó luôn, kể chuyện toàn là của cải từ trên xuống dưới, con tôi làm bao nhiêu tiền, tôi có bao nhiêu tiền, nhà của tôi trị giá bao nhiêu triệu. Suốt một cái buổi đó đó là cái bác này á kể về của cải tiền bạc đó. Thì mấy cái người này á là người ta có cái năng khiếu, người ta làm gì kiếm gặp tiền, nhưng mà ngược lại á là người ta về cái tình cảm á, người ta không có hiểu là về cái từ á là của ít mà cái lòng nó nhiều. Tại vì khi mà người ta chơi với những cái người giàu với nhau á, thì những cái người giàu với nhau á, người ta đo cái thước á là bằng cái đồng tiền. Chẳng hạn như á, cái người miền Tây mà người ta có tình cảm á, người ta đứa con gái, con dâu á, nó mời người mẹ tới nấu đồ ăn để mà phụ giúp đãi tiệc birthday sinh nhật á, thì cái người tình cảm á là người ta bỏ công ra người ta nấu, người ta không có lấy tiền. Còn cái bọn giàu á, nó mời cái bà mẹ chồng tới hay là cái gì hàng xóm tới đó phụ nó nấu món chả giò, món bún, món gì đó, nấu xong họ dùng cái đồng tiền và họ trả lương, họ định cái cuộc chơi của họ đó, ban giao đó, họ định bằng cái đồng tiền. Họ quên rằng là cái người mà giống như mình như nè, mình đi tới mình không có cho nhiều quà nhiều tiền là cái khả năng của mình, nhưng mà ngược lại cái tình cảm của mình nó dồi dào thì người ta mới gọi cái đó là của ít lòng nhiều đó. Thì bây giờ tới giờ mình đi vô mình lấy đồ ăn bỏ ra ít phút, quay cảnh cho các bạn, rồi chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình kinh nghiệm đó, mình sống ở trong đời đó. Nói chung á, nó tóm lại á là người giàu á là họ nên chơi với người giàu với nhau, còn cái nhóm mà bình dân nghèo như tụi mình á là nên chơi theo cái nhóm, chứ không thể nào mà người nghèo mà chơi với người giàu được. Cho nên vì vậy đó mà những cái người bạn hay là bà con của mình á là mình ít có qua lại lắm, chứ không phải mình ghét họ, trong lòng của mình thương họ. Chẳng hạn như mình có bà cô ruột của mình, mỗi lần mình thăm bà đó mình nói là con tới con thăm cô, gặp mặt cô rồi con đi 2-3 năm con không có gọi liên lạc gì với cô, không có nói chuyện với cô. Đó là cái lý do là tại vì bà cô mình bà quá giàu, các bạn thấy không? Thì cái người giàu á mà khi mà họ nhìn vô cái điện thoại á có cái thông tin của mình á, ví dụ như mình gọi vô đi nó có cái caller ID mà tên Quốc á, là người ta sợ lắm, người ta sợ lắm. Cái người giàu á, người ta thấy cái tên của mình hiện thị lên cái phone của người ta sợ lắm. Cho nên vì cái lý do đó mình không có muốn gọi. Có nghĩa là mỗi lần mà mình có gọi tới đó là cái điều trước tiên người ta suy nghĩ á là mình muốn cái gì, giúp đỡ cái gì hay làm phiền cái gì. Cái bụng ta mình si cái bụng của mình á, bụng ta đó ra bụng người. Mấy cái người giàu là như vậy. Ok, đến đây xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại trong clip kỳ sau. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các bạn. Chúc cho tất cả các bạn
một buổi tối và một buổi sáng thật là nhiều vui vẻ. Hẹn các bạn lại trong những cái clip kỳ sau. Xin chào tạm biệt.